ơn giáo sư Phạm Việt Hưng đã cung cấp cho chúng ta rất nhiều những cái thông tin bổ ích từ cái góc độ thuyết về đen thành cái những cái lĩnh vực, một số lĩnh vực khác, có thể là cái thuyết tiến hóa. Chắc chắn là những cái thông tin của giáo sư Phạm Việt Hưng cũng một mặt mang lại rất nhiều những cái thông tin mới mẻ, nhưng mà cũng chắc là khó tránh khỏi có những cái rất nhiều người trong chúng ta ở đây có thể có những cái suy nghĩ, có những quan điểm có thể trái chiều, có thể có những người đồng tình với giáo sư, nhưng cũng có thể là có những cái phần đang băn khoăn vân vân. Thì sau đây là cái phần mà trước hết thì xin mời giáo sư nghỉ ngơi một chút, thì là sau đó thì là đến cái phần mà chúng ta bằng là đặt câu hỏi và cho cái phần bình luận. Có lẽ là thế này đi, lẽ là cái cách làm thế này được không ạ? Trước hết là bây giờ thế này, chúng ta cứ đặt cái câu hỏi để xong thì giáo sư có thể ghi lại các câu hỏi một loạt, thế sau đó thì là tạm dừng, chúng ta đến cái phần trả lời của giáo sư, rồi sau đó lại tiếp tục như thế thì cho nó. Chứ còn nếu mà chúng ta làm cứ từng người thì nó sẽ hơi bị lạc nhạt, thế được không ạ? Thế bây giờ thì xin giáo sư vui lòng để coi như là nghĩ lại những cái câu hỏi. Trước hết tôi xin có hai câu hỏi. Vâng. Thì không cũng là liên quan đến nhất là cái câu hỏi về cũng là liên quan đến thuyết tiến hóa. Bây giờ nếu như theo như chúng tôi hiểu thì chúng ta biết là trong khoa học nó sẽ có cái chuyện là cố định, là từ Newton đúng với cơ học, nhưng đến cơ học lượng tử thì những định luật của Newton không còn đúng nữa. Đấy, theo nó có cái sự cố định như thế. Newton không phải sai, nhưng mà ông chỉ đúng trong cái thế giới thường. Nhưng khi đưa vào trong cái cơ học lượng tử, thế giới vi mô, thì các định luật của Newton không còn đúng với, cũng giống như trong hình học, ông cứ biết đúng với hình học phản. Nhưng khi đến Novoselsky thì bắt đầu cái tinh đề của tiên đề của Euclid lại lại không còn đấy nữa. Thế thì nhưng mà cảm giác như là cái thuyết tiến hóa thì nó lại không phải như vậy. Theo như cái nó như là một cái sự gọi là gì nhỉ, sai lầm trong khoa học. Thế nhưng mà chúng tôi cứ thấy băn khoăn là chạy sao trong cái thời buổi văn minh như thế cũng vậy. Hiện nay còn rất nhiều những người phản bác, nhưng mà cũng không ít người những người còn ủng hộ cái thuyết tiến hóa. Thì xin giáo sư đến để cho biết. Thế cái hỏi thứ hai bây giờ thì cái này thì cũng cũng là chia sẻ một chút với giáo sư. Thì giáo sư là cái người công giáo, mà tôi thì cũng nghiên cứu này, tôi cũng có cái thông tin cũng chưa được kiểm chứng lắm. Tức là trong một thời gian dài thì quan điểm của tòa thánh đối với thuyết tiến hóa là rất là chạy chay, cái quan điểm của tòa thánh. Nhưng mà gần đây hình như là quan điểm của tòa thánh lại có cái mềm mỏng hơn trong cái chỗ này. Thế thì cái điều này tôi xin lỗi là cũng chưa được kiểm chứng lắm, thì không biết giáo sư có cái bình luận về cái chỗ này. Thì đây là hai câu hỏi. Xin mời các quý vị tiếp tục có những câu hỏi hoặc có những cái bình luận thì xin mời. Xin phép như này, đầu tiên là muốn nghe giáo sư nói. Dạ vâng, xin phép như này, cũng như năm ngoái cũng từng nghe giáo sư nói ở gọi là hội Minh Triết, cũng được nghe rất nhiều về bài nói chuyện trước, và hôm nay lại được nghe một lần nữa, hy vọng được nghe nhiều lần hơn. Câu hỏi về vấn đề nhị nguyên. Có lẽ là khi phân biệt tâm và thân, cũng như lúc nãy bảo là linh hồn, cả thể xác ấy, phân biệt, thì cũng như cái lý thuyết của quả trứng, ấy, con gà ấy. Thế bây giờ xin hỏi câu hỏi trong vấn đề đấy là nếu vậy thì linh hồn có trước hay thể xác có trước? Đi kèm với cả câu hỏi đó ấy, thì lại có một cái gọi là khi mà nhất định phải có bố với mẹ thì mới sinh ra được một thực thể, thì bây giờ khoa học hiện đại đã có một cái lý thuyết đó là một con cừu đôi ly. Cái con cừu đôi ly thì chỉ cần một tế bào, và bây giờ với khoa học hiện đại thì là không cần đến người bố nữa, với tế bào gốc thì cũng đã có thể để tạo phôi cho một thực thể của nữ để có thể phát triển lên thành con người, hoặc là một ốc rách. Một ốc rách ở đây là có cả phần mà em nói là phần hồn đấy,
con phần thể xác hình thành rồi, và thể xác ấy nhất định phải có hồn đấy, thì mới có mới hoàn thiện gọi là nhị nguyên. Vậy thì điều lý thuyết con nhà quả trứng với ở đây là linh hồn và thể xác thì nó quyện với nhau. Thầy có thông tin gì về vấn đề đấy có thể cho em nghe thêm. Xin hết. À, xin tiếp tục, mọi người có câu hỏi. Vâng, xin mời em. Chào bạn Việt Nam, cháu là một khán giả của bác từ rất lâu. Cháu đã theo dõi bác trên cả blog với cả YouTube rồi. Cháu giới thiệu là cháu đến từ trường Trung học phổ thông chuyên khoa học tự nhiên. Cháu là học sinh chuyên toán nhưng mà rất là thích nghiên cứu về chất tiến hóa. Thì đối với cháu thì chất tiến hóa thì ban đầu cháu rất tin tưởng vì nó được giới thiệu sách giáo khoa. Tuy nhiên thì càng đọc nhiều thì cháu lại càng có sự phân vân về chất tiến hóa hay là chất sáng tạo, rằng có một đấng sáng tạo nào đó, một trí tuệ thiên siêu nhiên nào đó đã sáng tạo tất cả chúng ta. Cháu băn khoăn rằng liệu là có cái thực thể nào đó đã sáng tạo chúng ta. Đó có thể là ngày xưa thì chúng ta hay có những cái giả thuyết về ngoài hành tinh cổ đại, thì đó phải là những người sáng tạo chúng ta hay không? Còn rất nhiều các băn khoăn, ví dụ như là cái đoạn bạn nói về đồng phân quang học của ACME, thì cháu có hỏi một người làm bên phòng công nghệ hóa sinh protein của Đại học Khoa học Tự nhiên, thì người ta cho biết là có thể tạo ra được những đồng phân chỉ gồm bàn tay trái, chỉ gồm những bàn tay trái của ACME. Vậy thì ta phải tạo sự sống được hay sao? À, và cả những hóa thạch người vượn Riopithecus hay Neanderthalis, thì những cái hóa thạch như vậy chúng ta tìm ra đó là sự chuyển giao giữa con người và vượn. Vậy thì có phải chăng thuyết tiến hóa nó vẫn đúng khi nói rằng là chúng ta từ vượn tiến hóa lên? Cháu cũng có đó, và cái về bộ mã ADN thì nó thực sự rất là phức tạp. Tuy nhiên thì nói về protein, đúng rồi, đoạn nói về protein cháu muốn nói với bác này. Trong tự nhiên chúng ta có thể tạo ra được những protein nhiệt bằng cách trùng ngưng hóa các cái alpha amino acid để tạo ra các protein. Chúng ta hoàn toàn có thể thí nghiệm của Fox và các cộng sự tạo ra protein nhiệt, thì đã tạo ra protein gọi là protein nhiệt. Vậy thì chúng ta có thể tạo sự sống từ cái không sống được. Thực sự là cháu rất băn khoăn về cái thí nghiệm của Uri Miller về cái tạo ra sự sống trong phòng thí nghiệm, về có thể khả năng tạo ra các protein được không? Vâng, đấy gọi cháu. Vâng, xin mời các quý vị tiếp tục lại các câu hỏi. Giáo sư Hợp, vâng, có câu hỏi. Vâng, xin mời. Tôi cũng đọc anh giáo sư Phạm Phạm Liên Hương à, rồi cũng nghe vài lần trong tối trung tâm mình trước à, của bác Khắc Mai ạ. Thực sự là đây là một cái chương trình, một dự án hay là một cái đặc cược mà rất có ý nghĩa đối với lại đổi mới tư duy toàn nhân loại á, nó mới chỉ đổi mới tư duy Việt Nam thôi. Tức là những cái gì mà chúng ta cho nó là xong rồi, đúng rồi, mà hôm nay thầy Hưng không nói, thực ra cái thách thức này lớn lắm ạ. Thách thức này lớn lắm, không như các bạn trẻ không nghĩ không, nhưng mà tôi nghĩ đặt vấn đề là tốt là đẹp. Và phải nói là dũng cảm, mà anh ở ngoài mới làm thế được, ở trong nước thì không phải ra nước ngoài mới làm được, nó có điều kiện ạ. Còn như tôi không nấy không dám đấy nói thật, nhưng mà rất cảm ơn giáo sư Phạm Liên Hương đã làm cho chúng ta thức tỉnh
làm cho chúng ta thức tỉnh, thức tỉnh. Và trước mắt đến nay chúng ta là phải tư duy lại, phải tư duy lại một cách rất là nghiêm túc về những cái nguyên lý của nó. Thế là duy vật mà chúng ta có thêm biện chứng không? Nhưng biện chứng là biến thành tụng kinh, thế thì biện chứng quái. Cái phần mà hay nhất của Marx là biện chứng duy vật, trong vấn đề duy vật. Thế nhưng mà biện chứng bây giờ biến thành hai nguyên lý, ba quy luật, sáu cặp phẩm trụ, Mao Trạch Đông đấy ạ. À. Cứ thế mà phàn, mà bây giờ chúng ta rất rối rồi, thì cho nên tôi rất là cảm ơn chú hết ạ. Thế nhưng mà cái gì nó có hai mặt. Đây xin lỗi giáo sư Phạm Việt Hưng, tôi không đồng tình cách triển khai của giáo sư. Ở chỗ giáo sư dùng cái bất định, dùng cái bất định để tiêu diệt, dùng cái bất toàn để tiêu diệt cái bất định, không được. Đó là một cặp biện chứng rất phức tạp, giống như cái sống và cái chết, giống như cái tính và cái động vậy. Không thể vì cái động mà bảo là không có cái tính hay là cái tính mất đi, hay ngược lại là vì cái tính mà lại bảo là cái động mất đi. Vấn đề rắc rối của nó là xử lý tương quan cảnh. Thế mà một trong những người tôi nghĩ là đã cố gắng rất lớn mà hiện nay tiếng Việt có đấy ạ, là Ai Cơ Mò Ranh. Ở nước ta thì hiện nay là cũng đã 6-7 tập ông ra rồi. Thế là nó là Complex Thinking, là tư duy phức hợp. Tư duy phức hợp. Đấy là một trong những hướng, một thứ và thực chất của nó là lấy từ lý thuyết hệ thống, lấy từ lý thuyết toàn thể. Và một cái hướng của tôi đề nghị mọi người, tôi cũng tặng sách cho giáo sư Phạm Việt Hưng ấy, là phải dùng cách tiếp cận khinh trọng thì may ra mới có thể hóa giải được, mới bao dung nhưng mà không nô lệ. Xin cảm ơn.